Trước tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, giá nông sản và lúa gạo không cao. Trái ngược với tình hình đó thì giá vật tư nông nghiệp nói chung, trong đó giá các loại phân bón nói riêng liên tục tăng. Vậy đâu là nguyên nhân? Mời các bạn và bà con nông dân cùng phân tích nhé. Giá phân bón ở thị trường Việt Nam tăng chủ yếu do một số nguyên nhân sau. Thứ nhất, giá khí ammoniac, lưu huỳnh, acid sulfuric dùng để sản xuất phân UZ, DAP tăng giá gấp đôi, gấp 3 lần so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường miền Tây Nam Bộ, giá UZ Cà Mau tăng 295.000 một bao, DAP Hồng Hà tăng 320.000 đồng một bao, kali Miễng tăng 160.000 đồng một bao so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Thứ hai, do giá dầu liên tục tăng và hiện đang ở mức cao mà phân bón chúng ta chủ yếu vận chuyển bằng tàu biển nên chi phí tăng thêm. Mặt khác, tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp đã có một số cảng ở miền Nam Trung Quốc trở thành ổ dịch, dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa bị trì trệ, ùn tắc và tình trạng thiếu container đã đẩy giá cước vận chuyển tăng rất nhiều lần, từ 200 đến 300 đô la lên 1.000 đô la, thậm chí là hơn 1.000 đô cho một container. Thứ ba, Trung Quốc là một thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới. Do dịch bệnh bùng phát nên Trung Quốc phải đóng cửa một số nhà máy sản xuất phân bón, làm cho nguồn cung của thế giới giảm, dẫn đến giá tăng lên. Đồng thời, mới đây Trung Quốc đã đánh thuế 30% đối với mặt hàng xuất khẩu là phân bón để ưu tiên nguồn cung trong nước. Vì thời điểm này trong nước Trung Quốc đang vào vụ. Theo các bạn và bà con nông dân thì ngoài những nguyên nhân trên còn những nguyên nhân nào khác nữa không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy thông tin có ích hãy giúp bác sĩ cây trồng like và share nhé. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn.